tinh bột như thế nào là tinh bột xấu và như thế nào là tinh bột tốt cho quá trình giảm cân của chúng ta. Trên thực tế thì tinh bột nó là một nhóm trong ba cái thành phần chất dinh dưỡng rất quan trọng đối với cơ thể của chúng ta. Nó cung cấp chúng ta năng lượng hoặc bên cạnh với lại protein, lipid, chất béo. Thì ba cái nhóm chất này là ba chất không thể thiếu được trong quá trình mà chúng ta ăn uống, chúng ta sống hàng ngày. Và thực tế thì nếu chúng ta là một người khỏe mạnh bình thường thì tinh bột nó rất là cần thiết và không có cái vấn đề gì là xấu ở đây cả. Tuy nhiên nếu chúng ta đặt vào cái khía cạnh là chúng ta đang trong quá trình giảm cân thì chúng ta nên chọn những loại thức ăn có chứa tinh bột nào nó phù hợp và nó tốt hơn cho quá trình giảm cân của chúng ta mà thôi. Vì vậy nên các bạn mới hỏi là cái loại nào là xấu, loại nào là tốt. Thì mình cũng chỉ chia sẻ với các bạn là chúng ta chỉ nên hiểu trong quá trình mà tốt cho quá trình giảm cân thôi nhá. À thế thì mình sẽ chia sẻ với các bạn là tinh bột thế nào là tốt, thế nào là xấu thì nó sẽ dựa vào ba cái đặc điểm sau đây. Nhớ ba cái đặc điểm. Đầu tiên nó chính là cái lượng tinh bột, lượng đường bột nó có chứa trong cái thực phẩm đấy, cái thức ăn đấy. Nếu nó nhiều so với thức ăn khác thì nó thuộc nhóm xấu. Cái đặc điểm thứ hai để phân biệt xấu hay tốt chính là khi chúng ta ăn cái thức ăn chứa tinh bột đấy, nếu nó dễ dàng để tiêu hóa, nó rất nhanh để hấp thu vào máu của chúng ta thì khi đó thức ăn chứa tinh bột nó là thuộc nhóm xấu. Và cái thứ ba là thức ăn chứa tinh bột nó, nếu nó chỉ có phần lớn các thành phần nó là tinh bột, nó là đường bột và nó có rất ít các cái chất dinh dưỡng khác thì nó cũng thuộc vào nhóm xấu. Vậy thì dựa vào ba đặc điểm đấy, mình sẽ phân tích cho bạn một vài ví dụ. Ví dụ như là tinh bột xấu chúng ta sẽ lấy là bánh mì, và tinh bột tốt chúng lấy là củ khoai lang luộc. Vậy thì bánh mì, trên 100g bánh mì nó có rất là nhiều tinh bột và 100g khoai luộc, khoai lang luộc thì cái lượng tinh bột nó thấp hơn rất là nhiều thì bánh mì là xấu và khoai lang luộc là tốt. Cái thứ hai là khi chúng ta ăn bánh mì thì cái chỉ số đường huyết của nó rất là cao, có nghĩa là nó rất nhanh hấp thu chuyển thành đường máu của chúng ta. Còn bên này là khoai lang thì nó hấp thu rất là thấp bởi vì chỉ số đường huyết của nó rất là thấp. Vì vậy nó thuộc tốt, bánh mì thuộc xấu. Và cái thứ ba, bánh mì phần lớn nó là tinh bột, nó rất ít chất dinh dưỡng khác. Còn bên này khoai lang ngoài tinh bột nó đã thấp rồi, nó đã hấp thu chậm rồi, nhưng nó lại còn có thêm cả chất xơ, nó có còn thêm một số cái khoáng chất khác. Vì vậy nên là khoai lang thuộc nhóm tốt, bánh mì thuộc nhóm tinh bột xấu. Đó là một cái ví dụ mà mình muốn nói cho bạn dễ hiểu. Thế thì sau đây sẽ là một số những cái thức ăn thuộc cái nhóm tinh bột xấu. Đầu tiên đó chính là bánh mì này. Thứ hai, cơm trắng. Thứ ba, các sản phẩm thức ăn nhanh, thức ăn vặt chế biến từ gạo, gạo tẻ. Đấy. Thứ tư, đó chính là các loại nước ngọt, các loại thức ăn chế biến sẵn. Ví dụ như trà sữa, ví dụ nước đường, ví dụ là nước ngọt, hay là các loại nước có ga. Thì đó thuộc nhóm tinh bột xấu. Mình sẽ cho luôn cả cái nhóm đồ ăn vặt và thức ăn có chứa đường ngọt, có ga vào cái nhóm tinh bột xấu. Bởi vì bản chất sau khi chúng ta uống cái thức uống đấy, thực phẩm đấy, thì nó giúp chúng ta chủ yếu cung cấp cho chúng ta năng lượng từ tinh bột, từ đường mà thôi. Còn bên này là cái nhóm mà tinh bột tốt thì có thể kể đến đầu tiên là cái nhóm ngũ cốc nguyên hạt nguyên cám. Thì có thể kể ra là gạo lứt thì nó sẽ tốt hơn cơm trắng và có thể liệt nó vào nhóm tinh bột tốt. Cái thứ hai là các loại ngũ cốc khác, nguyên cám nguyên vỏ khác như là yến mạch, đại mạch, các loại đậu đỗ, các loại hạt. Nhóm thứ hai chính là nhóm khoai củ, thì đó là khoai lang, khoai sọ, khoai mì, củ sắn, thì đó củ dăm, thì đó là những cái tinh bột tốt. Thứ ba nữa là một số các loại quả mà khi chúng ta ăn ấy, thì nó có chứa đường nhưng mà nó ở trong cái giai đoạn mà sớm, giai đoạn chín sớm hoặc là giai đoạn xanh, thì khi đó cái lượng tinh bột trong các loại quả đấy nó rất là thấp. Ví dụ như quả chuối này, thì chuối xanh và chuối ươm thì nó ít tinh bột hơn, nó đường huyết, chỉ số đường huyết của nó thấp hơn so với chuối chín. Thì đó là những cái thức ăn mà chúng ta hàng ngày chúng ta cần lựa chọn thay thế ăn cho những cái thức ăn tinh bột xấu bên này để tốt cho quá trình giảm cân của chúng ta.
Cái vấn đề thứ hai mà mình muốn chia sẻ với các bạn là khi mà chúng ta đã chọn được những cái tinh bột tốt cho quá trình giảm cân rồi thì chúng ta cần phải chế biến chúng làm sao cho đảm bảo được giữ nguyên cái sự tốt của chúng. Thế thì đơn giản như thế này, khi mà chúng ta mang những cái thực phẩm, những thức ăn thuộc cái nhóm tinh bột tốt này và chúng ta lại mang chế biến chúng ở cái nhiệt độ cao ở trong thời gian dài thì khi đó cái lượng đường bột, cái chỉ số đường huyết nó sẽ bắt đầu bị tăng lên và nó sẽ không còn là cái nhóm tinh bột tốt nữa. Ví dụ đơn thuần như là củ khoai lang, nếu chúng ta luộc thì sẽ tốt nhưng chúng ta nướng hay chúng ta bỏ lò thì nó lại là không tốt. Một quả chuối, nếu chúng ta hấp một quả chuối xanh, là nếu chúng ta luộc chúng ta hấp thì sẽ tốt, còn nếu mà chúng ta mang đi rán, mang đi nướng nó lên thì khi đó nó lại là một cái thức ăn có chỉ số đường huyết cao và nhiều tinh bột. Vì vậy nên là chúng ta nên lựa chọn những thức ăn tinh bột tốt rồi, nhưng chúng ta hãy chế biến nó làm sao để giữ nguyên các lợi ích của chúng. Đó là hai cái chia sẻ của mình về thế nào là tinh bột tốt, thế nào là tinh bột xấu, và cái hai là cái cách chế biến làm sao để giữ nguyên cái lợi ích của những cái tinh bột tốt đấy. Thì sau video này hy vọng các bạn có thể hiểu rõ hơn về cái vấn đề tinh bột tốt và tinh bột xấu, cũng như là nếu bạn thấy nội dung video này có ích thì cũng có thể chia sẻ cho nhiều người biết hơn, cũng như là đừng quên bấm nút like và subscribe cái kênh video của mình để chúng ta có thể là nhận được những cái video sớm nhất từ bác sĩ Ninh. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo của mình. Xin chào.